Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước sang ngày thứ Bảy, ngày 5 tháng 10 năm 2024, nhằm ngày 3 tháng 9 năm Giáp Thìn. Và đây là chương trình dự báo thời tiết cùng với đài trình IBC TV. Mở đầu mình đang xin kính gửi lời chào trân trọng nhất. Trong những ngày cuối tuần này, mở đầu với vùng đi trong Sài Gòn, ngày thứ Bảy hôm nay trời có nắng và mây kết hợp, và ban ngày khuya ngày hôm nay tại đây hầu như trời trong lành. Nhiệt độ có phần tăng nhẹ trong những ngày cuối tuần, với nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay vào khoảng 88 độ vào ban ngày, 67 độ cho ban đêm. Mặt trời sẽ ló dạng vào lúc 6 giờ 49 phút và hoàng hôn vào lúc 6 giờ 30 phút chiều tối. Độ ẩm trung bình từ 53% vào ban ngày tăng lên đến 66% vào ban đêm. Sức gió đi qua khu vực này di chuyển 8 dặm 1 giờ từ hướng Tây vào ban ngày, 6 dặm 1 giờ từ hướng Tây Tây Nam cho buổi tối ngày hôm nay. Và chỉ số tia tử ngoại vẫn giữ mức vào khoảng 7/11. Điểm qua thời tiết cho ngày mai, ngày Chủ nhật tại vùng Lido Sài Gòn, với trời có nắng rực rỡ và sáng ngày mai, tối ngày mai đôi lúc trời có mây. Nhiệt độ không thay đổi nhiều trong ngày mai, với 89 độ là nhiệt độ dự đoán cao nhất và ban ngày 68 độ là nhiệt độ thấp nhất cho buổi tối ngày mai. Sức gió đi qua khu vực này trong ngày mai từ 5 tới 8 dặm 1 giờ, di chuyển từ hướng Tây Tây Nam và ban ngày từ hướng Nam vào ban đêm. Và bình minh ngày mai sẽ ló dạng vào lúc 6 giờ 50 phút. Vẫn như thường lệ, tiếp nối sẽ lời thời tiết ngày thứ Bảy ở các khu vực khác trải dài trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ cùng với đài trình IBC TV. Kính chúc cho quý vị và những người thân yêu có những ngày nghỉ cuối tuần vô lượng an lạc.